Tuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video này Tuyết sẽ chia sẻ câu chuyện liên quan tới câu chuyện của anh Vinh nói về ngôi miếu, bí mật trong ngôi miếu của bác sĩ Trần và bí mật về người vợ bên Mỹ của bác sĩ Trần. Vâng, đây là một cái thông tin có vẻ như rất là mới lạ. Tuy nhiên thông tin này thì nếu bạn nào theo dõi cái câu chuyện này từ ngay từ những ngày đầu thì các bạn nhớ rằng vào cái thời kỳ mà ông Linh, cha của sinh viên Hùng từ Việt Nam sang đến Canada thì chính câu chuyện này đã xuất hiện một vài lần rồi. Và hôm nay Thuyết sẽ chia sẻ cái câu chuyện đó. Trước khi đi vào chia sẻ câu chuyện người vợ của bác sĩ Trần ở bên Mỹ xuất hiện thì ở đây Thuyết xin tổng kết một số thông tin mà chúng ta đang theo dõi. Trước hết Thuyết rất thắc mắc trong khi mà nhận được cái thông tin là sinh viên Hùng tự nhiên biến mất và cậu ta có vẻ như đang lên trên nhà gia đình nhà bác Thảo Nguyên. Tuy nhiên chuyện này theo Thuyết nghĩ nó có một cái điều gì đó nó cũng sai sai. Sai sai ở đây là cái gì? Bởi vì nếu cậu ta đi lên thăm cha mẹ nuôi của mình thì cậu ta làm sao mà phải tắt điện thoại để làm gì? Đúng ạ. Thì ở đây Thuyết đã hỏi thầy giáo Tân rằng là trong cái hôm từ hôm qua đến giờ thì sinh viên Hùng lý do tại sao không đi làm thì có thông qua có xin phép nghỉ cái gì gì không? Thì sau đó thì thầy giáo Tân đã hỏi qua cái người bạn của mình là giám đốc mà làm việc mà sinh viên Hùng làm việc trong công ty của ông ấy. Thì ông ấy có nói rằng là sinh viên Hùng vào ngày hôm kia đã xin phép là xin phép nghỉ bởi vì sức khỏe cảm thấy nó yếu và xin phép nghỉ một số ngày. Tức là cậu ta không biết rằng là nghỉ bao nhiêu ngày nhưng cậu ta xin nghỉ ít ngày. Đấy. Thì ở đây là chúng ta chỉ biết vậy thôi. Còn chắc chắn là rõ ràng là sinh viên Hùng có cái việc riêng gì đó mà không muốn nói cho ai biết. Có thể cậu ta cũng lên trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên và làm những cái thủ tục gì như là ông thầy phù thủy đã phán cho bà Dung nghe. Nhưng nói thật các bạn, Thuyết thì Thuyết chả tin cái điều đấy. Nếu tin thì chỉ là cái vấn đề sinh viên Hùng đã nói cùng ông Linh là đi lên trên chỗ nhà bác Thảo Nguyên thôi, đúng ạ. Còn lên đó để làm gì hoặc như thế nào thì câu chuyện này hoàn toàn chúng ta không biết. Cái thông tin thứ hai mà Thuyết muốn chia sẻ tới quý khán thính giả đó chính là ngày hôm nay là ông bác sĩ gia đình David James đã xuất viện. Trong khi đó thì chính mẹ con của bà Lý Hương cũng xuất viện. Vâng, các bạn biết rằng ông David James đã bị đánh gãy chân cách đây độ khoảng không biết đến một tuần hay chưa. Và đến ngày hôm nay thì ông ấy đã xuất viện rồi. Thì trong câu chuyện này thì Thuyết có một cuộc nói chuyện cùng ông David James. Thì ông David James đã nói rằng ông đã bỏ cuộc. Lý do tại sao bỏ cuộc? Trước đó các bạn biết rằng chính ông David James muốn can thiệp với cái câu chuyện mà đánh cháo hai đứa bé. Thì trong câu chuyện này ông David James quan điểm của ông là trong câu chuyện này rõ ràng là có một sự đánh cháo hai đứa bé và cái người đứng đằng sau sự vụ này chính là bác sĩ Trần. Tuy nhiên thì khi mà cảnh sát vào cuộc thì camera hỏng. Trong khi đó thì cảnh sát người ta yêu cầu trong vấn đề là vấn đề ở đây là những người cha người mẹ của những đứa bé đó phải kiện, tức là người ta phải có những lá đơn người ta kiện thì họ mới vào cuộc chính xác chính thức được. Ví dụ bây giờ Ngân có đứa con, Ngân cả Hùng có đứa con bị đánh cháo đúng không, và anh Vinh có đứa con bị đánh cháo thì chính hai người này phải viết đơn kiện thì lúc đó họ mới vào cuộc. Chứ còn ông David James là một người bên ngoài hầu như không có gì liên quan cả. Cho nên ở trong câu chuyện này thì hầu như cái câu chuyện đã chấm dứt. Chấm dứt đây là một phần, cái phần thứ hai chính là do ông David James ở đây cũng chẳng phải giấu giếm gì. Ông David James lo ngại đến cái có thể là nguy hiểm đến tính mạng của hai đứa con mình. Cái trận mà ông David James bị đánh gãy chân chính là một cái đòn cảnh báo. Nếu ông không dừng lại việc đó thì có thể chính hai đứa con của ông cũng bị gặp nguy hiểm. Và bản thân ông David James cũng đã nhận được những lời cảnh báo từ một người lạ nào đó. Vâng, và khi câu chuyện này thì các bạn biết là khi mà Thuyết nhớ vào cái ngày chủ nhật tuần trước hay sau đó thì khi mà cái câu chuyện xảy ra thì chính cái người đàn ông tên là Vinh có đứa con tên tên là Quang đó và hiện tại Đông Nhi đang là người chăm sóc cho cái đứa bé đó thì cũng phải bỏ trốn bởi vì Vinh lo ngại cảnh sát vào cuộc và khi phát hiện cậu ta là một người sống bất hợp pháp thì có thể cậu ta sẽ bị trở về Việt Nam. Nhưng mà sau khi cái thông tin này được đưa ra, có nghĩa ông David James đã rời bỏ cái cuộc chơi và cảnh sát không vào cuộc thì Vinh đã trở lại đi làm. Vâng, ngày hôm nay Vinh đã trở lại đi làm rồi.
Không biết sau bao nhiêu ngày lẩn trốn ở đâu đó thì hôm nay Vinh đã trở lại đi làm rồi nhé các bạn. Đây là một cái thông tin. Thì Thuyết đã gặp nói chuyện cùng anh Vinh sau khi mà hôm nay đi làm về, liên quan tới câu chuyện của Hùng, thì hôm nay lại gặp được Vinh là qua cái cuộc điện thoại. Thuyết có hỏi trong vấn đề là tình hình về sức khỏe là một, cái thứ hai là trong những ngày tới thì như thế nào. Thì ở đây thì Vinh không rõ lắm, nhưng mà nghe cái người bạn của Tuấn, tức là giám đốc Tuấn chung với người bạn của mình về một cái công ty mà như là làm về nội thất đồ gỗ đúng không ạ? Và chính người bạn của Tuấn mới là người quyết định, và theo như cái người bạn của Tuấn này nói rằng trong độ khoảng chậm nhất là 1 tháng nữa Vinh sẽ có cái giấy tờ hợp lệ, có nghĩa là sẽ có cái giấy gọi là hợp pháp lao động, đi lao động hợp pháp. Thì khi đó là ok, khi mà có cái giấy gọi là work permit đó, lao động hợp pháp ở bên này rồi, thì người ta sẽ đóng thuế cho nhà nước. Thì đóng thuế, các bạn đóng thuế độ khoảng mấy tháng một phát, mà nếu mà ok trong vòng khoảng 6 tháng thì yên tâm hẳn là không bao giờ lo sợ rằng sẽ phải trở về Việt Nam. Từ đó các bạn có thể sẽ xin được cái giấy gọi là xin được thẻ xanh, ví dụ các bạn ở hơn 1 năm hoặc 2 năm là các bạn xin được thẻ xanh, và sau tiến tới 3 năm sau có thể xin được quốc tịch. Đây là con đường đi của Vinh và mình cảm thấy nó rất là ok. Lý do tại sao vậy? Bởi vì trường hợp của Vinh rất đáng thương, hai vợ chồng sang đây làm ăn và khi sinh em bé thì người vợ của Vinh lại bỗng chốc qua đời. Trong câu chuyện này thì có rất nhiều quý khán thính giả trước đây đã nói rằng có thể rằng cái chết bất ngờ của vợ Vinh trong lúc mà sinh em bé cũng có thể là một vụ án gì đó, nó có thể rất rùng rợn ở phía sau nữa. Tuy nhiên như chúng ta biết đó, bây giờ mọi chuyện qua đi hết rồi, quên và quên lãng. Ngay cả cái chuyện mà cái chết của Quân cũng nhiều người có sự nghi ngờ rằng là nó rất là mờ ám, đằng sau đó có thể là một âm mưu giết người để mà ví dụ như là lấy tiền bạc hoặc là chiếm đoạt người vợ. Bây giờ nói chung là có nhiều điều đưa ra, có rất nhiều quý khán thính giả đưa ra những cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên tất cả những cái điều đó chỉ là dựa trên cái suy nghĩ nghi ngờ thôi, chứ không có một cái bằng chứng cụ thể nào cả. Có rất nhiều người trách Thuyết rằng là cái ông này lúc nào cũng nói đến bằng chứng. Rõ ràng khi các bạn nói chuyện với nhau này, các bạn chỉ nghi ngờ thôi. Còn khi nói chuyện đến pháp luật, người ta phải nói đến bằng chứng. Nói có sách, mách có chứng. Nói một cái gì đó, bạn phải đưa ra một cái bằng chứng. Bạn bây giờ bạn đi ra công an mà bạn nói rằng là ok ông này ăn cắp của tôi, mà chỉ sơi sơi nói như vậy không, bạn không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào, thì chính bạn bị cái tội vu khống người khác. Chứ là nói phải nói có bằng chứng đúng không ạ? Bây giờ nói là cái chết của Quân mờ ám, đằng sau đó có thể bác sĩ Trần cho uống thuốc độc, các bạn đưa ra bằng chứng đi. Đấy, hoặc cái chết của vợ của anh Vinh chẳng hạn, không có một bằng chứng nào cả. Đây là cái quyền nghi ngờ là của mỗi người, ok, cái đó là quyền của mọi người. Nhưng mà cái bằng chứng thì không có, thì những cái kẻ đứng đằng sau cái vụ án đó, họ vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật, không có tội gì cả, bởi vì có bằng chứng để kết tội họ đâu. Cho nên đây là mình nói chuyện nó là liên quan tới pháp luật là phải nói đến hai cái từ bằng chứng, nó là như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ Thuyết sẽ đi vào cái thông tin chính ngày hôm nay, đó chính là thông tin về người vợ mới xuất hiện của bác sĩ Trần, một người vợ nữa ở bên đất đất nước Mỹ các bạn ạ. Vâng, thì câu chuyện này liên quan tới anh Vinh. Trước khi mà nói thì Thuyết lại nhắc tới một số lời bình luận, có rất nhiều lời bình luận của quý khán thính giả nói rằng chính anh Vinh là cái người sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị bác sĩ Trần thủ tiêu, bởi vì cái chết của vợ anh Vinh là mờ ám thế nọ thế kia. Nhưng câu chuyện theo như Thuyết biết đến hiện nay thì nó hoàn toàn lại khác lại, khác 100% luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong những ngày qua chính Vinh lại được cái sự giúp đỡ của bác sĩ Trần, hay nói chính xác hơn là của sự giúp đỡ của ông Luy. Ông Ly là người giúp việc của bác sĩ Trần, và không biết rằng là ông Ly giúp đỡ Vinh thì trong cái sự vụ này có sự chỉ đạo từ xa của bác sĩ Trần hay không. Bởi vì trong những ngày bác sĩ Trần đang ở Thái Lan thì Vinh xảy ra cái câu chuyện mà ông David trên bị đánh gãy chứ gãy chân, cho nên là Vinh đã phải tạm thời lẩn trốn đi. Thì ở đây tất cả mọi người đều không biết Vinh đi đâu. Trong khi đó thì đến bây giờ Vinh mới tiết lộ trong cái cuộc điện thoại hôm nay đối với Thuyết. Vinh đã tiết lộ rằng trong những ngày vừa qua thì ông Ly, chính là ông Ly ngày nào cũng đến tán tỉnh Đông Nhi. Các bạn biết là thầy thuốc Đông Nhi bây giờ đang bế đứa con tên là Quang của Vinh, theo được ngân trả tiền lương đúng không ạ? Và chính ông Ly ngày nào cũng đến tán tỉnh
tán tỉnh đông y như vậy. Thì khi thấy cảnh sát đến nhà như vậy thì ông Ly Vinh lúc đó là không biết trốn đi đâu, bởi vì Vinh lúc đó là gọi Tuấn, định gọi như là mạng bảo Tuấn là đưa Vinh xuống cái khu vực làm farm trồng nho để lẩn trốn ở dưới đó. Thì Tuấn nói rằng nếu mà cảnh sát đã tìm thì chỗ đó không phải là một chỗ an toàn. Thì trong cái câu chuyện này thì chính ông Ly lại là người biết chuyện. Thì ở đây thì Đông Nhi thì đang bế con cho Vinh, các bạn thấy không? Trong khi đó thì ông Ly thì lại đang tán Đông Nhi. Trên ở đây nó có cái sự liên kết, và khi nghe được câu chuyện này thì ông Ly đã nói rằng là tôi sẽ đưa cậu đi đến một cái nơi trốn mà không ai có thể tìm thấy. Nếu cảnh sát có vào cuộc cũng không bao giờ tìm thấy cậu. Đấy, thì ở đây thì theo Vinh kể chuyện thì cuối cùng các bạn biết không? Có lẽ nếu thuyết chưa nói ra các bạn cũng không nghĩ ra, đó chính là cái ngôi miếu của thờ bà Ngọc Trinh ở trên thác nước Niagara. Từ cái hôm đó là anh Vinh đã được ông Ly coi như là đưa thẳng lên trên thác nước Niagara và đến ngôi miếu của bà Ngọc Trinh. Các bạn biết rằng ngôi miếu của bà Ngọc Trinh nó cũng có cả một tầng dưới, và cả theo như là thuyết biết ở tầng dưới đấy không biết là có 4 phòng hay sao đó, có hai hai cái khu hai phòng vệ sinh và 4 phòng ngủ thì phải, và trong khi đó thì có cả bếp nấu ăn cái thứ đầy đủ hết cả ở dưới đó. Đó, trên là ở dưới đó có thể ở được rất nhiều người. Ví dụ như là ở trên đó theo thuyết biết là có một người trông gác các cái ngôi miếu đó, đúng không ạ? Đến mức độ là khi cái hôm mà các bạn nhớ là bà Dung lên đó cúng bái, và có cả sinh viên Hùng và ông Linh lại Ngọc Bích nữa, thì chính ông Ly cũng đang ở đó. Thì vào ngày hôm đó chính là anh Vinh cũng có mặt ở đó, nhưng mà anh ta khi mà biết tin là ông Ly đã thông báo là bà Dung lên đây cùng với ông Linh và sinh viên Hùng mấy người khác nữa, thì coi như là cậu ta đã không xuất hiện, mà cậu ta ở lì dưới cái căn phòng ở dưới cái ngôi miếu của bà Ngọc Trinh, tức là dưới cái tầng trệt đó các bạn. Vâng, thì ở đó các bạn biết là tính từ hôm mà ông David James gãy chân đến hôm nay thì Thuyết không biết nó là bao nhiêu ngày rồi, nhưng ước chừng đâu khoảng gần một tuần đã qua đi. Và chính Vinh là sống ở cái nhà ở cái tầng dưới ở cái ngôi miếu bà Ngọc Trinh này. Trong những ngày anh Vinh trốn ở dưới cái ngôi miếu của bà Ngọc Trinh này thì các bạn biết đó, ngay cả bà Ly Hương dẫn Trần Chân lên đó này, rồi thì bà Dung này, ông Linh này cũng đi du lịch lên trên đó này, Ngọc Bích tất cả các kiểu, nhưng mà anh Vinh đều không xuất hiện. Và đúng là một nơi trốn rất là kín đáo, không ai có thể biết. Chẳng có một cái cảnh sát nào có thể vào cái ngôi miếu này, người ta có thể nghĩ được đến cái chuyện ở đó lại có một người đang lẩn trốn dưới đó, đúng không ạ? Cái vấn đề câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao có rất nhiều quý khán thính giả nói rằng nếu mà chính anh Vinh này có thể sẽ là cái người tiếp theo có thể bị mất mạng sau sau cái trường hợp của Quân, mà đến tại sao mà lại người giúp việc của bác sĩ Trần lại giúp đỡ anh Vinh, nó là như vậy. Tại sao cái câu hỏi được đặt ra? Các bạn thì nghĩ rằng là Vinh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng là chính bác sĩ Trần, hoặc là nói chính xác hơn là ông Ly, người giúp việc của bác sĩ Trần lại giúp Vinh trốn ở đó. Thuyết hỏi anh Vinh một cái câu hỏi rằng là thế tại sao mà khi mà anh ông Ly cả anh chưa có một cái quan hệ gì nhiều cả, mà tại sao anh lại nghĩ rằng là đi theo ông Ly? Thì ở đây anh Vinh đã nói rằng là mặc dù tôi cả anh ông Ly là chưa có quan hệ nhiều, nhưng cái người cứ gác miếu của bác sĩ Trần đã từng giúp tôi một lần rồi. Ở đây các bạn nhớ là trong cái đợt mà khi mà ông bác sĩ gia đình đi tìm lúc sinh viên Hùng đi đổi đi đi tìm đứa con của mình cùng bác sĩ Trần, đúng không ạ? Đến cái chỗ mà cái nhà thuê của Vinh này thì lúc đó đã thấy có một cái thông báo trước là cách đó mấy ngày có một người đã giúp cái anh Vinh này mang đứa con xuống khu vực trồng farm, đúng không ạ? Và giúp đỡ một số tiền, thì cái người đó chính là cái người đàn ông gác miếu trên ngôi miếu của bà Ngọc Trinh. Thì ông ấy đã giúp coi Vinh một lần rồi, và bây giờ khi nghe nghe thấy ông Ly nói rằng là bây giờ tôi sẽ đưa anh lên ngôi miếu của bà Ngọc Trinh, và cái người đó chính là cái người đã giúp đỡ anh rồi, đúng không ạ? Thì ở đây là Vinh cảm thấy là yên tâm, bởi vì người ta đã giúp đỡ cha con của mình lúc mới sinh ra một lần rồi, thì bây giờ thấy người đó giúp đỡ thì yên tâm. Cái thứ hai cũng được lời động viên của Đông Nhi. Đông Nhi đã nói rằng là bây giờ tôi bế con cho anh, đây là con của anh và cũng là con của Ngân, và anh cứ đi theo coi như là đi theo ông Ly đi, tôi sẽ lấy đảm bảo về cái uy tín cho anh rằng là đi theo ông Ly sẽ là ok, không có một vấn đề gì xảy ra cả.
Không biết lý do tại sao mà Đông Nhi dám khẳng định. Có thể là Đông Nhi nghĩ rằng chính cái ông Ly kia là bây giờ đang yêu mình, đang muốn cố gắng tiếp cận và lấy mình thì không có thể dám làm hại cái gì anh Vinh này cả. Cho nên là chính Đông Nhi đã lấy cái danh dự của mình ra bảo vệ và khuyên khuyên Vinh là đi theo coi như là người đàn ông tên là Nui này đi trên đi lên đến thác nước Niagara. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mà Vinh ở trên ngôi miếu của bà Ngọc Trinh thì hầu như là chỉ có những cái hôm người thân quen á, ví dụ như là hôm mà gia đình vợ chồng ông Linh, bà Dung này, rồi Sinh Viên Hùng, rồi thì những hôm bà Lý Hương các thứ đến ngôi miếu này thì Vinh mới gọi là tránh mặt thôi. Còn hầu như tất cả mọi hôm là cậu ta đều ở trên ngôi miếu trên mặt đất và cậu ta vẫn bình thường đi lại ở khu vực đó bình thường, không có vấn đề gì cả. Bởi vì có ai biết ai là ai đâu, có biết ai cậu biết cậu ta là ai đâu, chỉ có mỗi một cái là những người quen thì cậu ta lé mặt thôi. Thì trong những cái ngày ở đây thì cậu ta đã nói rằng cậu ta vô tình gặp một người đàn bà. Một người đàn bà này cũng chạc cái tuổi như là bà Lý Hương, và bà này đã khi mà tìm hiểu ra thì mới biết được rằng bà này chính là vợ của bác sĩ Trần, và bà này có hai người con với bác sĩ Trần. Vâng, hiện tại bà này Vinh nói rằng bà ấy không cho được tiết lộ tên, mà bà ấy là người Hơ Mông, tức là một cái người dân tộc của Việt Nam ở bên Mỹ, tức là có quốc tịch ở bên Mỹ, và cách cái khu vực thác nước Niagara này đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì hầu như là tháng nào bà cũng đến cái thác nước Niagara này để cúng vào cái ngôi miếu của bà Ngọc Trinh này để cúng viếng. Những người dân tộc như các bạn biết đó, hầu như những người dân tộc họ rất là duy tâm và họ làm cái việc này có thể là cả một cuộc đời. Theo như là lời kể của bà ấy thì bà ấy nói rằng là trước kia khi mà có quan hệ với bác sĩ Trần và biết bác sĩ Trần là một người trăng hoa nọ kia nhiều cái, thì bà ấy đã quyết định chia tay với bác sĩ Trần. Khi ấy là có 2 đứa con thì bắt đầu quyết định chia tay. Bởi vì bà ấy cũng nghe được cả cái câu chuyện mà bác sĩ Trần với bà Ngọc Trinh, tức là bà Ngọc Trinh vì cái chuyện mà bác sĩ Trần quan hệ với một người đàn bà khác, cho nên là bà Ngọc Trinh đã nhảy xuống thác nước Niagara tự vẫn. Chính cũng vì câu chuyện này mà coi như là bà ấy đã bỏ bác sĩ Trần, quyết định là bỏ rơi, và hai người có một cái thống nhất với nhau là không bao giờ coi như là quan hệ với nhau gì nữa. Hai đứa con cũng không cần phải biết đến nó là ai. Bà chấp nhận coi như không cần có sự trợ giúp của bác sĩ Trần, mà bà tự nuôi con để vượt lên và không muốn bác sĩ Trần quan hệ với con cái của mình. Đấy. Tuy nhiên bà này khi mà nghe tin bà Ngọc Trinh có ngôi miếu mà bác sĩ Trần làm ở bên này và ở ngôi miếu rất linh thiêng thì bà liên tục bà đến đây thắp hương. Ý của bà nói rằng là tôi nghĩ rằng tôi cũng là không khác gì là vợ của ông Trần, và bà Ngọc Trinh mặc dù chưa lên xe hoa nhưng cũng là vợ của ông Trần, và tôi biết rằng tính cách của ông Trần thì có sẽ trên thế gian này ông ấy sẽ có rất nhiều vợ, vợ lớn vợ bé đủ các loại vợ. Chính vì cái điều này tôi không chấp nhận được, và tôi nghĩ rằng chính bà Ngọc Trinh cũng là một người giống tôi, cũng là một người như là chị em, không khác gì gọi là cùng chung một chồng. Trên là khi mà nghe tin bà chết và cái ngôi miếu của bà được lập ra như vậy thì tôi đến thắp hương rất đều đều. Cứ thỉnh thoảng coi như hầu như tháng nào cũng đến. Và nếu mà chẳng hạn như là có lúc mà bận quá không đến được thì là đi đâu về các thứ trong một vài tháng cũng sẽ phải đến thắp hương. Vâng, trong câu chuyện anh Vinh kể này thì chúng ta lại nhớ đến cái hôm mà anh Vinh, trước lúc anh Vinh chạy trốn đi là anh Vinh có gọi điện cho Ngân, là bảo Ngân cố gắng trở về nhưng mà không gọi được, đúng không ạ? Cố gắng ý định của anh ta là, ước nguyện của anh ta là bảo Ngân hãy từ Thái Lan trở về Canada để mà làm cái giấy tờ để cho hợp pháp đứa con của anh ta là con nuôi của Ngân. Thì trong câu chuyện này thì chính Vinh cũng rất là thương mến Ngân, bởi vì thấy Ngân rất là tội nghiệp. Đấy. Tuy nhiên là nó có nhiều vấn đề khác, bởi vì tại sao Ngân chính là ân nhân của cha con Vinh nữa, cho nên là vì cái vấn đề này Vinh càng coi như là thương Ngân rất nhiều hơn. Vì khi nghe cái câu chuyện Ngân đang ở Thái Lan như vậy thì cậu ta rất là bức xúc, và cậu ta muốn nói cái câu chuyện bác sĩ Trần, mặc dù bác sĩ Trần hoặc là ông Luy là người giúp việc giúp cậu ta trong chuyện trốn kia nữa, nhưng cậu ta vẫn coi cái ân tình của Ngân lớn hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này đó. Cho nên là cậu ta muốn nói cái câu chuyện này ra để cho làm sao để thuyết chia sẻ lên trên mạng, để cho Ngân hiểu được rằng ngoài một vài người vợ khác ra thì bác sĩ Trần còn rất nhiều người vợ khác nữa.
Đó, cho nên là nếu Ngân đang nghe câu chuyện này thì hãy gọi điện về cho anh Vinh để anh Vinh nói trực tiếp người phụ nữ kia là ai. Và thậm chí anh Vinh còn chụp được ảnh của cả người phụ nữ bên Mỹ đó nữa. Tức là có cả ảnh của cái người phụ nữ bên Mỹ có hai đứa con. Mà hai đứa con của bác sĩ Trần bây giờ cũng tầm độ khoảng 40 tuổi gì, tầm đâu khoảng như vậy. Ở đây là Vinh cũng không biết chắc chắn là bao nhiêu tuổi. Và trai hay gái thì cũng không chính xác lắm, không biết chính xác lắm. Thì ở đây các bạn nhớ lại một câu chuyện mà cách đây, tức là lúc ông Linh vừa đi sang bên từ Việt Nam sang bên này thì đã có mấy trận đụng độ với bác sĩ Trần. Thì lúc đấy có một sinh viên người Hmong ở bên Mỹ sang một cái trường đại học ở Toronto này học, thì cậu ta đã nói rằng chính cậu ta là ở cùng một cái chỗ thành phố ở bên Mỹ cùng với vợ người Hmong của bác sĩ Trần, và khẳng định rằng là cái người đó là vợ của bác sĩ Trần và có hai đứa con với bác sĩ Trần rồi. Và lúc đó cậu ta đã gọi điện cho ông Linh, và sau đến khi ông Linh thì muốn đi điều tra nhưng mà ông Linh lại không biết đường đi lại, làm sao ông Linh có giấy tờ để đi sang Mỹ, đúng không ạ? Trong cái thời điểm đấy có rất nhiều người nói rằng ông Linh đã vu khống bác sĩ Trần. Đấy, đến khi mà gặp cái cậu kia để mà khi mà quyết định nói gọi điện cho cái cậu sinh viên kia để cậu ta dẫn một người nào đó sang làm chứng, để coi như là nói chuyện trực tiếp và quay một video, thì cậu kia lúc đấy lại từ chối. Có nghĩa cậu ta sợ lao vào một cái cuộc rích rắc và có thể là cái con đường học hành của người ta, cậu ta sẽ vướng, sẽ có thể là gặp những cái điều là không tốt. Ví dụ như bác sĩ Trần trả thù hoặc là liên quan chuyện nọ chuyện kia. Cho nên là cậu sinh viên này ban đầu thì nói kể chuyện đó với ông Linh bởi vì cậu ta đã xem được cái kênh định cư Canada. Đó, biết sinh viên Hùng trong cái tình trạng như vậy thì cậu ta đã kể chuyện như vậy. Bởi vì lúc đó chính bác sĩ Trần mới bắt đầu ngỏ lời cầu hôn với Ngân. Khi đó là sinh viên Hùng là mới bắt đầu khỏi bệnh, đúng không ạ? Thì lúc đó là bác sĩ Trần ngỏ lời cầu hôn với Ngân, và chính là cái cậu sinh viên đó đã gọi điện nói chuyện với ông Linh. Và lúc đó thì ông Linh không có cái bằng chứng để khẳng định rằng bác sĩ Trần có một người vợ bên Mỹ với lại hai đứa con nữa. Cho nên là rất nhiều người trong vào cái thời điểm đó nói rằng là ông Linh này chỉ có tham tiền tham bạc của Ngân thôi, và đã vu khống cho bác sĩ Trần cái câu chuyện là bác sĩ Trần có vợ con ở bên Mỹ. Nhưng đến hôm nay thì các bạn biết đó, một người chính là coi như là anh Vinh này là cái bằng chứng cụ thể. Anh ấy rất muốn Ngân trở về hoặc rất muốn Ngân nghe cái câu chuyện chia sẻ hôm nay. Ấy, bản thân anh ấy cũng đang sẽ gọi điện và nói chuyện với Ngân, nói chuyện với Ngân về câu chuyện này. Nhưng cái yêu cầu của anh ấy là muốn thuyết chia sẻ cái vấn đề này lên trên trên kênh để cho Ngân và Nguyệt nghe được, tất cả mà mọi người đều nghe được. Và ở đây thì anh ấy không ngại cái chuyện bác sĩ Trần ví dụ có cái ý trả thù thế nọ thế kia, bởi vì Vinh đã tuyên bố rằng trong cuộc đời này thì người ân nhân của Vinh chính là Ngân. Chính Ngân đã coi như là người giúp coi như là cha con của cậu ta có được ngày hôm nay. Trong khi đó Vinh không nói nhiều về bác sĩ Trần, nhưng mà Vinh nói rằng là cái câu chuyện mà cậu ta được cái người gác đèn ở trên chỗ đèn của bà Ngọc Trinh á, là đưa đến cái farm trồng nho kia, là trong chuyện đó là bác sĩ Trần đứng đằng sau, và câu chuyện này nó có mục đích. Tức là cậu ta cho rằng cái sự giúp đỡ đó đến từ vì vì một cái mục đích khác chứ không phải là vì cái lòng tốt. Như Ngân là giúp đỡ cha con Vinh là vì thấy cái hoàn cảnh của Vinh là vợ bị chết, đứa con thì là bơ vơ như vậy, đúng không ạ? Là lúc đấy là Ngân nhận nó làm con nuôi và giúp Vinh luôn là ở đó để coi như là trở thành người giúp việc, và sau đó thì đã đổi cái công việc coi như cho Đông Nhi để đi làm công việc ở cùng với công ty của Tuấn để cho Đông Nhi trông con. Có nghĩa là Ngân giúp là do lòng từ thiện của Ngân, do cái lòng coi như là từ bi bác ái của một người, do lòng tốt. Còn bác sĩ Trần mà nói với cái ông trên cái ngôi miếu ở Bắc ở trên kia đó là do là có cái mục đích hẳn hoi. Trên Vinh ở đây của đã phân biệt ra rằng là một người là ân nhân, đó chính là Ngân, còn một người giúp theo cái kiểu như có mục đích thì cái người đó không phải là người tốt. Ý của cậu Vinh là phân biệt rõ ràng như vậy. Trên là cậu ta không vì cái chuyện mà bác sĩ Trần cho cái ông gác miếu kia giúp cậu ta một chút mà cậu ta không không nói ra cái chuyện bác sĩ Trần có vợ con ở bên Mỹ. Đó chính là cái lý do Vinh muốn chia sẻ câu chuyện này để thuyết chia sẻ trên mạng. Và cái thứ hai là để cho Ngân biết rõ rằng là không nên đến với bác sĩ Trần nữa. Đại khái câu chuyện nó diễn ra trong những ngày mà cậu ta lẩn trốn trên thác nước Niagara, nó diễn ra như vậy. Vâng, sau câu chuyện này thì Thuyết thấy rằng
Hình như tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này đều do Thượng Đế sắp xếp hết rồi. Bác sĩ Trần có thể chính là người đạo diễn phía sau bảo ông Ly dẫn Vinh đi trên ngôi miếu và để Vinh phải mang ơn mình đúng không ạ? Nhưng bác sĩ Trần cũng không bao giờ nghĩ được ra một cái điều rằng người vợ cũ mấy chục năm của bác ngày xưa lại đi đến ngôi miếu đó để cúng viếng và gặp Vinh ở đó. Đấy, cái điều này thì không ai có thể nghĩ ra được đúng không ạ? Đây là sự sắp đặt của Thượng Đế rồi các bạn. Trên là có muốn tránh cũng không được. Cho nên là đôi khi tại sao mà nói mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên nó là như thế. Cho nên ở trong câu chuyện này tôi thấy rằng là rõ ràng rằng là nó có một cái gì nó rất là một cái sự trùng hợp, và người ta có dù có cố tình sắp xếp chăng nữa thì cái câu chuyện nó không bao giờ đi theo một cái ý tự nhiên, theo cái điều sắp xếp, không bao giờ đi theo ý lòng người mà nó đi theo cái ý của sự sắp xếp của ông trời. Không biết rằng Ngân có nghe được cái câu chuyện này hay không. Thuyết nghĩ rằng để nói chuyện trực tiếp với Ngân cũng hơi bị phức tạp một chút, và câu chuyện này Thuyết muốn để Nguyệt nói chuyện cho Ngân dễ hiểu hơn, bởi vì Nguyệt cùng chị em phụ nữ với nhau, Nguyệt cũng là người coi như là người giúp việc cho Ngân, nó sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì một người đàn ông mà cứ đi suốt ngày đi nói chuyện nọ chuyện kia để như là một cách đưa chuyện với một người phụ nữ thì nó lại hoàn toàn khác. Cho nên là qua cái câu chuyện này á, chỉ muốn chứng tỏ để cho Ngân biết rằng là bác sĩ Trần không phải là có một vợ một vài con gì đó. Cái vấn đề ở đây thì nhiều vợ nhiều con thì không nói làm gì rồi, nhưng vấn đề là vấn đề vô trách nhiệm. Tại sao Thuyết nói vậy? Bởi vì hai đứa con bên Mỹ, theo như lời mà người vợ kia nói, là mặc dù có sự hợp đồng với nhau nhưng bác sĩ Trần cũng không bao giờ ngó ngàng tới. Chẳng hạn như bây giờ nói rằng là ồ không cái người vợ của bác sĩ Trần nói rằng tôi không cần cái sự giúp đỡ của ông cả đúng không ạ? Nhưng kiểu gì thì kiểu đã là con của mình, hai đứa con của mình thì tôi chẳng giúp được gì, thì thỉnh thoảng cũng phải về thăm con chứ, bởi vì nó là con thì nó là máu ruột của mình rồi đúng không ạ? Mà bác sĩ Trần bỏ rơi con như vậy, cũng như Trần Chân ấy, bị ruột bỏ rơi như vậy, thì ở đây Thuyết muốn Ngân nhìn ra cái điểm đó thôi. Có nghĩa là sau này ví dụ bác sĩ Trần có con với Ngân mà lúc đấy Ngân bị bệnh tật chẳng hạn, hoặc lúc đấy Ngân nghèo đói chẳng hạn, thì bác sĩ Trần cũng sẽ bỏ rơi con cái của Ngân như vậy thôi. Đó, bằng chứng nó là như vậy, các bạn nhìn thấy không ạ? Bằng chứng là Trần Chân rồi hai đứa con bên Mỹ, rồi bây giờ cái đứa 4 tháng tuổi ở bên Trung Quốc thì không biết là như thế nào nữa. Làm sao mà một người có thể quán xuyến được nhiều thế? Bây giờ ví dụ như bác ấy giàu có, bác cái tụ tập tất cả coi như là ba bốn là vợ, năm bảy vợ đấy, một trong một cái ngôi biệt thự hoặc là một cái vùng rộng lớn đúng không ạ, làm một cái nhà thật to lớn như là những cái ông nào mà ở bên nước ngoài đấy, ở bên Pakistan hay gì đấy, con người ta có năm bảy vợ, có cả 100 người con, nhưng người ta làm hẳn một như một cái dinh dinh thự đó, tất cả sống tập trung ở đó, tức là có cả 100 người con nhưng ngày nào người ta cũng gặp được con cái của người ta, thế thì mới được. Còn ở đây một bà vợ Trung Quốc, một bà vợ bên Mỹ, mấy bà vợ Canada, còn không biết ở Việt Nam rồi ở nước khác còn nữa không. Trên là bỏ bê hết nu bu cả. Thế mà khi mà lúc mà sướng rên thì chẳng biết như thế nào, anh yêu lắm lắm em lắm rồi, yêu các con lắm, nhưng mà đến khi rồi sau cuối cùng là bỏ bê hết đúng không ạ? Lúc sướng thì chẳng thấy đâu. Lúc sướng thì hứa là trách nhiệm nọ trách nhiệm kia, nhưng sau qua cái thời kỳ đó rồi thì coi như là bỏ bê, chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu nữa, rất là đáng tội nghiệp. Trong cái trường hợp này Thuyết lấy ví dụ như Trần Chân chẳng hạn, rất là đáng thương, rất là đáng tội nghiệp. Không biết rằng cái lời ông thầy bói, thầy phù thủy có đúng hay không, nhưng trước khi ông thầy bói phù thủy có nói rằng là nếu Ngân lấy bác sĩ Trần thì cuộc sống rất là hạnh phúc và hai người còn có con với nhau. Nếu mà sự thực mà như vậy thì chẳng hạn như Ngân và bác sĩ Trần lại có con với nhau thì không biết là sau này đứa con của Ngân sẽ được bác sĩ Trần chiếu cố hay không. Hiện tại như các bạn thấy đó, Trần Chân thì cầu xin mà bác sĩ Trần không về. Phạm Hoa thì còn trẻ, rất trẻ so với Ngân đúng không ạ? Người đàn ông thì người ta bao giờ chả thích vợ trẻ. Bây giờ một bà già như vậy như Ngân chẳng hạn với lại Phạm Hoa thì ai mà chả chạy đến Phạm Hoa ngủ, làm sao mà đi ngủ với bà vợ già. Chẳng qua ví dụ bây giờ đang tiền bạc nhiều như thế chứ Phạm Hoa trẻ đẹp như kia, hoặc là cô vợ Tào Hoa ở bên Trung Quốc cũng hai mươi mấy tuổi kia đúng không ạ? Chắc chắn là đàn ông người ta đa tình, người ta thích chuyện đó thì người ta phải tìm đến những người trẻ đẹp rồi, chứ ai người ta tìm đến bà vợ già. Thôi thì Ngân là ai cũng được. Sau câu chuyện này thì nếu kể cả lấy bác sĩ Trần thì đi về Canada đi,
ấy thì xem bác sĩ Trần thế nào, ở luôn cái ngôi biệt thự đang ở đó, rồi ví dụ có sinh con đẻ cái cho bác sĩ Trần thì ở luôn đó, coi như là một cuộc đời chứ đừng đi đâu nữa. Đi như vậy thì coi như là tất cả có bao nhiêu người lo lắng, bởi vì nó liên quan tới mấy đứa con nữa, hai đứa con nhỏ của Ngân nữa đúng không ạ? Bởi vì Ngân là người có tiền, còn nếu Ngân mà ví dụ như là tay trắng tay như là Phạm Hoa chẳng có một đồng nào cả thì chẳng ai phải đáng lo cả, bởi vì Ngân già rồi. Chứ không phải là bây giờ ví dụ Ngân Ngân không có tiền nhưng mà Ngân trẻ đẹp thì nó lại hoàn toàn khác nhé. Còn bây giờ thành một bà già mà không có tiền thì coi như là lúc đó thì chắc chẳng ai ngó ngàng tới đâu. Chứ là ở đây Ngân tốt nhất là quay trở về, và khi nghe được video này thì Ngân nên xem xét lại. Ngân thử hỏi xem bác sĩ Trần bây giờ bác sĩ có chối bỏ cái chuyện có vợ và hai đứa con ở bên Mỹ hay không. Còn nếu bác sĩ Trần chối bỏ thì rất đơn giản thôi. Bác sĩ Trần nói rằng không có chẳng hạn thì Vinh đã có bằng chứng, Vinh đã có ảnh của người người đó, và có thể coi như rất đơn giản đúng không ạ? Có thể là đi tìm được cái địa chỉ của người đó ngay. Từ đây sang bên đó thì có khi chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ là sang tới nơi thôi. Bởi vì đến thác nước Niagara mất 1 tiếng, 1 tiếng nữa coi như là đi đến cái chỗ, bởi vì cái bà đó cách cái chỗ thác nước Niagara biên giới đó chỉ 1 tiếng xe ô tô nữa thôi. Chỉ có 2 tiếng thôi. Cho nên là rất là đơn giản, chối cũng không được. Vâng, hy vọng rằng sau câu chuyện này thì Ngân sẽ tỉnh táo ra và quyết định trở về đi. Làm đám cưới bác sĩ Trần thì cứ làm đúng không ạ? Và sống một cuộc đời bình thường như những người khác. Chứ đừng đi về Trung Quốc thấy quá phiêu lưu mạo hiểm, bởi vì Ngân là đang có nhiều tiền. Vâng, còn nếu Ngân không có tiền thì Ngân đi đâu cũng được, chẳng ai quan tâm đâu, chẳng ai bắt cóc đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video đến đây của Thuyết hôm nay đến đây xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.